Được rồi, bây giờ vậy là bắt đầu mình trò chuyện luôn dạ, chị. Dạ thôi để chị chào. Dạ, chào cộng đồng chào, chị hết. Chào ông bà cô chú và anh chị em trong nước và ngoài nước và với chú Tấn Dĩ. Một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ. Rồi chị tên gì và đến từ đâu chị? Chị tên là Nguyễn Thị Gái. Dạ. Chị đến từ thành phố Hóc Môn. À, đến từ Hóc Môn chị ha. Hóc Môn. Dạ. Rồi hôm nay là chị gái đến gặp em là có cái điều gì muốn bày tỏ chị gái? Chị tìm người thân, chị tìm mẹ chị. À, chị tính đến là nhờ cộng đồng với Tấn Dĩ giúp đỡ chị tìm lại mẹ đẻ của chị. À dạ. Rồi chị gái sinh năm mấy chị gái? Chị sinh năm 68. À chị sinh năm 68. Vậy thì hồi đó thất lạc nhau ra làm sao chị gái cho em biết chị gái ha? Chị thì không có thông tin gì nhiều lắm nhưng mà giờ có sao chị kể cho Tấn Dĩ nghe vậy đúng, ha? Đúng rồi, chị Tấn Dĩ với cộng đồng giúp giùm chị. Hồi nhỏ thì chị khoảng mười mấy 20 tuổi thì chị cũng nghe nói nhưng mà lúc đó thì mình cũng đâu có biết, mới lớn lên đâu có biết làm sao, nhưng mà từ hồi mà chương trình Tấn Dĩ đồ cộng đồng mạng ra đó, chị thấy tìm người thân nhiều quá rồi chị thấy chị cũng nóng lòng lắm, chị cũng muốn gặp mẹ chị lắm. Cái lúc năm 68 thì chị nghe cô kể lại chứ bà nội với bà ngoại là ẵm chị từ bệnh viện về, nhưng mà hai người đó chết, giờ chị chỉ còn ẵm thôi. Ảnh chị chụp chung hai người đó đứng gã chị. Là chị có gia đình. Ấm từ bệnh viện nào về chị hả? Bệnh viện Từ Vũ. À bệnh viện Từ Vũ. Rồi ấm chị từ bệnh viện Từ Vũ về vào năm 1968. Rồi có nghe kể lại là ai cho hay là xin ai? Giờ hồi đó nghe cô nói lại là mẹ nuôi á. Mẹ nuôi thì hỏi thì mẹ nuôi nó không có nói nhiều nữa thôi. Tại lúc đó mẹ nuôi sinh ra là cũng bị mất rồi, cái bà ngoại với bà nội á, là nói hô thôi để kiếm cho một bé để về nuôi, mẹ nuôi thì đồng ý. Rồi hai bà từ ở quê đó là ở Đức Hòa. Đức Hòa Long An là mới là đi xuống bệnh viện đó, là vô bệnh viện là nghe cô nói lại cô bà nội đó về nói với cô là em của ba, là nói là hai bà đi tới đi lui rồi trong đó không biết là người y tá hay là cái gì đó hay là cô đó sao đó mới hỏi hai bà đi tìm gì mà tới lui. Cái hai bà nói thôi tính tìm bé về nuôi. Cái là cũng chỉ, nhưng mà chỉ thì trai không à, với con lai nhiều, hai bà không chịu, nói thôi đòi kiếm gái. Cái xong cô đó nói thôi đằng kia có cái cô kia xin mà định cho con. Cái bà nội với bà ngoại đến đó là hỏi rồi thỏa thuận rồi mẹ cho làm ạ. Chị bớt xúc động. Có nghe thông tin rằng là người mẹ đó là tên gì, hay là người mẹ đó đi cùng ai, hay là quê quán người mẹ đó ở đâu, chị có nghe nói không? Bà nội nói lại là nói với cô là bà mẹ là người miền Trung. Lúc mẹ cho con nó không biết gì hoàn cảnh nào mà mẹ không có hỏi tên, nhưng mà mẹ nói là mẹ người Quảng Trường miền Trung. Mẹ nói mẹ gửi gắm với hai bà, nghe nói là bà nội với bà ngoại có gửi chút đỉnh tiền mà mẹ không nhận. Mẹ nói là nếu hai bà đem con về ráng thương yêu con của con rồi nuôi dạy nó nên người là đối với con đủ rồi. Con không cần tiền. Tội nghiệp. Vậy rồi chị có nghe kể lại là vì lý do gì, hoàn cảnh nào mà người mẹ lại cho chị không? Người mẹ nói là nói với bà nội với bà ngoại là vì hoàn cảnh, con vì hoàn cảnh con còn phải về quê chứ con không thể nuôi con được. Nghe nói là chắc hồi đó là mẹ vô trong thành phố này để làm, rồi không biết mẹ lầm lỡ hay sao thì chuyện đó của người lớn mình cũng không có, bà nội phải chi mà chị hỏi cái lúc mà đám cưới chị là bà nội với bà ngoại còn sống hai người dự mà phải chi, chị hỏi lúc đó thì nó đã rõ, nhưng mà bây giờ này chị mới hỏi là hai bà đã mất rồi. Là cái này là cô nói lại với mẹ. Ngoài cái việc đó ra, có nghĩa là ngoài cái việc mà
thông tin là người mẹ ở ngoài miền Trung vô sinh sống ở Sài Gòn và có thể là lầm lỡ với ai đó, cho nên là phải cho con để về miền Trung. Đúng. Ngoài cái thông tin đó ra thì con có nghe nói gì thêm về tung tích của người mẹ được không? Chẳng hạn như là người mẹ trước đó đã có chồng có con chưa hay là thế nào không? Có nghe gì thêm không? Nghe nói là bà nội nói lời với cô là mẹ rất trẻ, mẹ nó rất đẹp, đẹp lắm nhưng mà còn quá trẻ. Trẻ là chắc chưa có gia đình. Dạ, có thể chưa có gia đình. Vậy thì thực sự là cái thông tin của chị là bây giờ mình chỉ là cầu may thôi. Chứ còn mục tiêu tìm kiếm thì nó không có. Ví dụ chẳng hạn như người ta kiếm cô Lan, cô Huệ, cô Hồng gì đó, gọi là cái mục tiêu để mình kiếm. Còn như trường hợp của chị đó, thì chị hy vọng rằng là người mẹ đó nhận ra cái hoàn cảnh cho con, là cho ở bệnh viện Từ Vũ vào năm 1968 và cho hai người phụ nữ đến đi sinh con. Cho chị nói thêm, hai người đó là bà nội với bà ngoại, là hai người đó lúc đó khoảng 60 mấy tuổi, 65, 67 tuổi. Rồi bây giờ chị có hình luôn, chị có gửi hình, có thể gửi hình nhìn mẹ coi thì mẹ nhìn thấy biết. Dạ, cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà trường hợp đó thì nó ít, bởi vì ở cái chỗ thế này là cái sự giao thiệp đó cũng chỉ là thoáng qua trong một chốc lát đó thôi, rồi còn gọi để mà nhìn vào tấm hình để mà nhận ra thì thay vì đó thì cái hoàn cảnh của chị là khi nếu người mẹ là người mẹ của chị thì cũng có nhận ra được cái điểm ở cái chỗ là người mẹ là người miền Trung. Điều thứ hai nữa là cho hai người phụ nữ trạc tuổi cũng sáu mấy đó, còn nói để mà nhận dạng ra hai người phụ nữ mà mình cho con năm xưa thì khi đã nhận ra được cái điểm này rồi thì cũng không có cần hình nữa, theo vị nghĩ là không cần đâu, nhưng mà có thì cũng tốt. Được rồi, hồi nữa chị cứ cuối buổi trò chuyện này thì em sẽ lấy cái hình của mẹ nuôi của hai người phụ nữ đó. Ngoài ra nữa đó chị, thì chị có thông tin gì thêm được không? Chị không có thông tin gì nữa, chị có vậy thôi. Chị có vậy thôi chị ha. Chị cũng có điện tiếng dĩ suốt năm luôn á, nhắn tin mà cũng có ấy. Chị quyết định là chị xuống đây là xuống hồi bữa thứ ba. Mà thứ ba không có làm việc, mấy chú bảo vệ nói chủ nhật chứ là thứ năm. Rồi nay chị đến nữa, tự vì trong lòng chị gặp được tiếng dĩ là coi như giống như là chị sẽ gặp được mẹ chị. Trong lòng chị. Tội nghiệp. Nói chung là cái điều kỳ vọng của chị đó thì đó là một cái niềm tin để cho chị gọi là có cái động lực chị đi kiếm mẹ. Chị trừ khi mà mình bỏ cuộc thì mình mới hết cái hy vọng thôi. Chứ còn khi mà mình chưa bỏ cuộc thì cũng hy vọng là mọi việc nó sẽ tới. Nhưng mà em khuyên chị đó thì là mình cứ bình thản chứ đừng bao giờ kỳ vọng nhiều quá. Rồi để lỡ cũng mà tùy duyên. Thì chứ thấy giống như có thể là những cái chương trình của tướng dĩ theo suốt luôn mà chị chứ coi riết là con với chồng chị cứ nói trộn tối ngày cứ tướng dĩ không. Bởi vì thất lạc là tại vì chị biết không, tại vì không có nằm trong hoàn cảnh thì không có ai coi, còn giống như mình nằm trong hoàn cảnh đó mình cứ coi hoài. Em cũng mong chị cũng như là nhiều cô chú nữa thông cảm cho em, bởi vì là em làm một thân một mình. Chị thấy một hiểu thân mà một mình mà nó đủ thứ chuyện trên đời. Đúng nên rồi. Là em không thể nào em kiểm soát hết được tất cả. Nhiều cô chú ai hiểu và cảm thông cho thì em cảm ơn, còn em thấy cũng nhiều người trách em dữ lắm, nhiều người trách ở không, ví chị dụ không như trách, là chị cứ thích chị coi suốt vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao một mình giải quyết được cho có vậy thôi chứ mình không có ba đầu sáu tay. Em nói thiệt với chị, ba tuấn vị cũng làm không có xuể cái việc hiện tại. Chưa nói đến cái chuyện một mình em, mà chị biết thời gian gần đây là trong đầu của em á hả, em nằm ngủ là buổi tối cứ nghe giống như là họp chợ trong đầu vậy đó, bởi vì có thể là do nó tiếp nhận nhiều quá đó chị, nó quá tải đó nên em sợ em thần kinh luôn á. Thôi, nên chị thông cảm. Cầu mong chúc cho chú nhiều sức khỏe để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh giống như chị vậy được đoàn tụ sớm. Rồi chị thấy mỗi khi mà một người đoàn tụ là chị xem là chị rớt nước mắt, là chị có quyền hy vọng, tuy mặc dù mong manh nhưng mà chị cũng có hy vọng. Chị mà còn ngày nào chị hy vọng ngày nấy, nếu mà chị còn sống được ngày nào chị hy vọng ngày nấy. Nó vậy đó. Tại vì một lần là nếu thông tin thì ít nhưng mà
những cái lời mẹ gửi gắm á, thì chắc có lẽ chị nghĩ nếu mà sau này mẹ có gia đình thì thí dụ có em hay gì sau này nếu mà mẹ có kể lại xem á, thì thôi giờ trên đây chị cũng cho nhắn nhủ là nếu mà mẹ còn ở đâu đó thì mẹ rất là chúc cho mẹ mạnh khỏe. Còn nếu có em sau này thì nếu có nhìn thấy chị có giống á, thì kết nối với Tuấn Dĩ giùm. Thì cái hy vọng ở chị đó, thì đối với cá nhân em thì em không hy vọng nhiều. Cá nhân em không hy vọng nhiều, bởi vì như em nói hồi nãy đó là cái mục tiêu tìm kiếm nó không có cụ thể. Và bây giờ mình chỉ cầu may vào hai điều. Điều thứ nhất là chị giống những người em hoặc là giống những người trong gia đình, thì hy vọng gia đình bên đó sẽ lên tiếng, bên mẹ ruột của chị lên tiếng. Hy vọng thứ hai đó là mẹ chị hoặc là những người em trong gia đình nghe được cái câu chuyện này và lên tiếng. Cho nên là cái phạm vi tìm kiếm nó hơi rộng. Và bây giờ chị chờ vào cái sự tìm kiếm lên tiếng của bên kia thôi. Thì giờ chị thấy là đoàn tụ người thân ở bên kênh Tấn Dĩ, chị coi là chị mong muốn dữ lắm. Trời ơi, sáng đêm hồi nói bữa nay đi là sáng đêm chị đâu có ngủ. Mong muốn rằng xuống để gặp, nói với con đó là xuống mẹ gặp chú Tấn Dĩ là mẹ coi như là mẹ đã mãn nguyện rồi. Vậy đó. Ok chị, thì cái thông tin của chị thì em cũng nắm được trên cơ bản. Hy vọng sau khi cập nhật lên thì mong được sự chia sẻ của cộng đồng, cũng như là mong được cái sự mà quan tâm của cộng đồng. Nếu trong cộng đồng mà có ai nghi ngờ một người mẹ nào đó mà thấy chị đây đó thì thấy giống những cái chi tiết mà quý vị biết, thì mong quý vị là cũng giúp đỡ và báo cho người mẹ đó biết dùng. Thì chị cũng cầu mong chị một lần nữa xin cộng đồng giúp đỡ, nếu mà mẹ có thí dụ mẹ có kể cho ai hoặc chị em gì, giống như là những cái trường hợp mà không thể đoàn tụ được mà ta cũng vẫn đoàn tụ được, thì chị cũng vẫn hy vọng. Thì chị mong là trước là cộng đồng giúp chị với là sao Tuấn Dĩ giúp cho chị thí dụ đăng lên tìm được mẹ chị. Thông tin thì ít nhưng mà mẹ thương mẹ có nước là những lời mẹ nhắn nhủ á, là mình thấy cũng đứt ruột lắm. Mình nghe kể lại cũng, em nghĩ mà người mẹ mà có kiếm được chị thì đó là một cái sự mà một món quà lớn cho mẹ chị đó. Mẹ cũng mong mỏi và mẹ cũng thương con. Mẹ thương con thì mới nhắn gửi này kia, cái người nuôi đó ráng thương con tôi là đủ rồi. Chị nghĩ là cô nói là mẹ giờ cỡ khoảng bảy mấy tuổi thôi chứ không có nhiều. Cái người cô mà nói lại cho chị kêu chị đi tìm á là người đó, người cô đó giờ cũng có 73, cô nói là chắc cỡ tuổi cô thôi chứ không có nhiều đâu. Giờ thôi chị xin nói vậy, xin cộng đồng với nếu mà ai mà biết được thông tin mà chị tìm được gặp được mẹ chị hậu tạ 50 triệu tiền Việt Nam. Cái sự mong mỏi của chị lớn quá. Tại vì đối với tiền với mình thì nó dễ kiếm lắm, nhưng mà mẹ không kiếm được. Chị thì nói chung là người mẹ nuôi với cha nuôi là rất là thương chị, thương yêu chị lắm. Bên dòng họ nội ngoại cũng đều thương, nhưng mà chị thiếu cái tình thương ruột thịt cội nguồn của chị thôi. Rồi chị, em đã nắm được thông tin trên cơ bản, thì hy vọng là được cái sự chia sẻ của cộng đồng. Và trong trong cộng đồng có ai nghi ngờ một người mẹ nào đó mà quê ở miền Trung, lưu ý dùm, thì xin cộng đồng báo tin. Rồi vậy chị, chị nói đi chị. Chị xin hậu tạ 50 triệu. Rồi em nắm được rồi. Còn đối với Tuấn Dĩ thì chị nếu mà được mẹ chị thì chị không quên ơn Tuấn Dĩ. Không có gì đâu chị. Cái niềm vui của em đó, dù không được chị cũng ơn cũng rất là lớn, chứ không phải là tìm được không được gì cũng ơn lớn, còn dù cho tìm được không được thì đó là tùy duyên. Không có gì đâu. Vậy thì chúc cho chị có một chuyến đi thật là ý nghĩa và ra về thượng lộ bình an chị ha. Khi em cập nhật lên nó có ai báo gì thì em cho chị biết chị ha. Vậy giờ để số điện thoại lại. Đúng rồi. Trong Zalo của chú Tuấn Dĩ thì chị cũng có nhắn, có gửi nhiều lắm, nhưng mà chú nói là từ từ mới tới. Chứ bị nhiều quá thì chị cũng thông cảm. Chị nóng ruột quá, chị đi xuống đây. Ok chị. Xin chào cộng đồng. Xin cộng đồng giúp đỡ cho em. Chào Tuấn Dĩ.
Rồi chị ra cài cái micro cho cái người tiếp theo giùm em nha chị. Dạ. Thôi. Chị nhóm ngoài đó là còn hiện giờ còn cái người ngoài ở ngoài nước ngoài vô gặp Tuấn Vĩ để chơi thôi. Dạ dạ. Cô đó hâm mộ. Dạ dạ. Vậy chị cài. Vậy chị đưa cái micro mở cho em nha. Dạ.